Bảo Chung xin chào tất cả quý vị và các bạn trên kênh Danh Hài Bảo Chung. Hôm nay Bảo Chung tới chùa Thuyền, chùa Hoàng Gia. Ngôi chùa này là có lịch sử ghê hồn, là một vị vua đời thứ ba của Thái Lan đã cất lên, rồi một vị quân sư của vua để về để làm trụ trì của chùa này. Khi mà một nhà đại gia ở Ả Rập qua đây là xây một cái căn nhà này để mà kinh doanh, thì cái vị hòa thượng này đã cảnh báo rằng không có xây được cao hơn chùa, xây từ chùa thấp xuống thôi. Nếu muốn làm ăn thì phải xây như thế. Ông này có tiền, ông xây thật là cao lên, rất là nhiều tầng. Thì gia đình ông sẽ bị tai nạn, con ông mất, vợ ông mất, rồi tới cuối cùng ông tự sát luôn. Tại vì không phát triển được cái kinh doanh của căn nhà này, rồi nợ nần tối tắp, tất cả đều chết trong một cái tự dẫn hết. Chỉ có con là ổng là chết sinh viên học ở đâu đó, rồi chết trong cái tai nạn xe hơi. Ngôi chùa này rất là linh thiêng. Cái nhà đó là 48 tầng đó quý vị, bỏ hoang hai mấy năm rồi đó. Ở đây là tất cả Thái Lan là gọi là căn nhà ma. Là có những bộ phim đó đã quay đây rồi, mà tới những người diễn viên sợ quá, tới mà từ chối vai luôn, không dám quay, về đền bù. Đây là cũng linh thiêng dễ sợ. Đây, nói nghe nè, mở cái đạn ra coi, đẹp trai không? Em con ở đâu? Em ở đâu? Dạ em ở Nghệ An. Nghệ An hả? Vâng. Trời, Nghệ An, mà đi đâu du lịch chung vậy nè? Dạ em đi du lịch Thái. Dạ biết rồi, nhưng mà sao, tại sao Nghệ An mà đi chung vậy được? Thấy vậy? Đi từ Nghệ An ra hả? Dạ ở trên mạng. Trên mạng. Ok. Đây là chiếc thuyền, nhưng mà Bảo Chung không biết đọc, không đọc chữ. Đây chắc có lẽ là đây là ngôi thứ ba đó. Nhỏ lớn mới thấy là ngôi chùa mà thì bằng trên chùa thuyền. Bây giờ dù trên điện rồi, ăn uống gì mà họ không mời gì hết chứ, gọi là chết rồi. Đó là mấy bà này là đi chung nè. Đây. Đi chung mà ăn lén ăn là thấy chưa? Tụi cái vợ tôi chụp hình chung với Bảo Chung mày chụp tao tao. Quên. Kệ đó. Chụp cái hình rồi có ăn nè. Rồi, ai chụp. Đây, chỉ từ bữa giờ chưa chụp chung. Ai đưa Sơn, đường Nghệ An chụp, vừa ăn vừa chụp tự nhiên đi. Mít Thái. Ok, cái bao nhiêu đó lại. Lên YouTube. Trời mưa quá, không biết đi thuyền được hay không nữa, trên sông được không? Có một chiếc thuyền đi trên sông. Dường như là Bảo Chung có đọc là khi mà vị quốc sư á, là ông vua đời thứ ba hỏi là muốn xây cái chùa, thì muốn xây cái chùa để cho cầu cho quốc thế dân an thì phải làm sao? Thì vị quốc sư này là suy nghĩ rồi trả lời là phải thả một chiếc thuyền từ thượng nguồn tới hạ nguồn. Nước tấp vào đâu là làm cái chùa ngay chỗ đó. Nhưng mà đi mấy trăm cây số, chiếc ghe nó trôi mấy trăm cây số, thuyền á trôi mấy trăm cây số thì tấp vô đây. Cái thuyền thấp ở đây là nhà vua là quyết định xây cái chùa ngay chỗ này. Nhưng sau này là nhà vua cho vị quốc sư này làm chủ trì cái chùa này. Alo. Trời mưa làm sao đi thuyền? Thì mình hiện tại bây giờ thì mưa cũng rất là nhỏ, mà thuyền thì có mái che, cho nên là chúng ta có thể là thoải mái mình ra thuyền được. Và thứ nhất là khi mà đi ra thuyền mà trời mưa này cá rất là nhiều. Mình đi thuyền này với mục đích gì? Mình đi thuyền là chủ yếu là mình ngắm cái dòng sông này. Cái dòng sông này là nó bao bọc của anh chị em như là người dân Thái Lan gọi là được bảo vệ cái thành phố thủ đô Bangkok của Thái Lan này. Dưới đây thì tất cả hàng buổi sáng, về buổi sáng đó thì người dân của là Thái Lan ra thả cá phong sinh để cầu nguyện cho cuộc sống của họ được bình an và may mắn. Cho nên ở đây là người ta gọi là dòng sông Chao Phraya, là gọi là cái dòng sông ở đây đó là dòng sông mẻ bao bọc xung quanh của thủ đô này để bảo vệ cái đất nước này ha. Và dưới dòng sông này thì cá rất là nhiều để mà cho chúng ta có thể thoải mái ngắm. Đúng rồi, y như vậy đó. Có nghĩa là anh thêm biết là từ thượng nguồn xuống hạ nguồn rồi xưa cái chiếc thuyền đó trôi tới đâu là tấp cái đó làm cái chùa. Đúng rồi. Thì cái dòng sông này có ảnh hưởng gì cái đó không? Thì cái dòng sông này vậy. Thì lúc mà khi mà tại vì sao ở đây chúng ta thấy một cái thuyền đấy đúng không ạ? Cái thuyền đấy thì khi mà cái dòng sông ở dòng sông Chao Phraya này thì cái họ đánh cá và một con cá đấy rất là lớn. Khi mà con cá rất là lớn nó thì không có bằng cách nào ở đấy người ta không có bắt. Và bắt là phải nhờ thuyền đưa về đây để lấy để là đưa đi ra thả ngoài biển lớn á, sóng lớn á, và không bắt không ăn thịt con cá đó. Thì bắt đầu người ta mới dừng cái hình biểu tượng lên, đây là một cái biểu tượng ha. Cái dòng sông này chắc có lẽ là ta thả cá hú sinh nhiều lắm ha. Rất là nhiều ạ. Mà cho đánh bắt không? Ở đây không được đánh bắt. Không được đánh bắt. Ở đây chỉ có mình được thả phóng sinh thôi, không được đánh bắt cá. Khi nãy giờ đã không biết đọc chữ, cái ông này là vị vua đời thứ 3 phải không? Đây là ông vị vua đời thứ 3. Ok, nói anh mới biết được. Ghê quá. Cái 40 mấy tầng này đó là bỏ trống mấy chục năm. Hiện tại tòa nhà này là đã bỏ tới bây giờ là 23 năm. Tính như thời điểm hiện tại. Tại vì tòa nhà này thì giờ bây giờ cũng không có, chưa thấy ai đến đầu tư. Tại vì khi mà đầu tư vào thì những người mà đầu tư vào đến đây đều thất bại. Cho nên là họ không có dám đầu tư vào. Bây giờ nhà thuộc về ngân hàng chơi. Đúng rồi. Ở đây hiện tại bây giờ là của là chính phủ. Hiện tại bây giờ là do chính phủ quản lý. Đây là một con sông dài từ thượng nguồn xuống tới hạ nguồn. Mà cá như thế này khủng khiếp thiệt. Tại vì người ta không đánh bắt mà cứ phóng sanh xuống đó, thành ra cá dữ lắm. Còn trên nóc là chờ một câu đậu quá chừng không. Đó, bây giờ Bảo Chung sẽ xuống cái thuyền này để quay cho quý vị xem. Chắc là đi trên dòng sông á. Khi mà mình đang chạy về thì không thấy cái dòng sông rất là im lìm, không có gì hết. Nhưng mà khi tắt máy rồi thì cá úp lên dữ lắm luôn. Xuống thuyền. Cá ăn này cho có ăn nè. Đâu. Xin anh. Năm ra đây, năm. Bây giờ cho cá ăn nha. Anh liền xuống đi. Đó, lợn này ghê không? Anh đổi này miếng cho bồ câu ăn, tội nghiệp nó, bồ câu ở đó. Chim trời có nước mà, phải cho chim đồ ăn đi chứ. Cho tôi lúc làm cái rồi. Tới ông đi. Điện này cá là cá ăn là đó, cá kìa dắt xa mới được. Đó. Quý khê cải. Nè. Rồi khoảng giữa anh đi đó. Anh Bảo Chung hôm qua gặp, bữa nay gặp nữa. Dạ. Mình làm thước từ trước mà, đúng không? Mình cho chim cho cá ăn đó. Bây giờ em đi nè, em đi mà. Tới ông còn mấy hộp làm luôn phải không? Summer. Có màu mè đó, ở có hệ thống nữa chứ. Đó. Lúc sao ngoài đó nó mới thấy. Thử ra rồi đó. Rồi để thử cái này coi nó bay đâu. Nè. Mới quần ăn quần đi. Đi nhanh đi. Rồi cảm ơn. Đây má đây. Lại cho một câu. Cái dòng sông này là không được đánh bắt. Quý vị thấy cả một cái dòng sông như thế này đó mà cá là đầy dưới hết trơn rồi. Cá với chim. Đây là cái sông quý vị chứ không phải là cái hồ nuôi cá nha. Cái sông mà cá cỡ đó đó, khủng khiếp chưa? Ở đây là chỉ người ta, tại người ta phóng sanh xuống mà người ta không có được quyền đánh bắt. Cả một dòng sông dài thế này là đi tới đâu là cá cũng ở này hết. Ghê thật. Không biết là bao nhiêu ngàn con dưới. Chim bồ câu nữa. Ở đây là người ta đang chuẩn bị thả cá để phóng sinh. Ở dòng sông này là người ta đây thả cá phóng sinh và bắt đầu thả cá phóng sinh. Đó. Cá trê. Đã thả cá trê không? Hồi nhỏ tới lớn mới thấy cây bông trang lớn như vậy. Quá chừng bồ câu luôn. Người ta đem thả cá phú sinh rồi người ta đem mồi lại cho bồ câu ăn, cho cá ăn. Đó dưới là cá. Không được, mưa quá không đi. Mưa quá. Ok. Tính lên thuyền đi mà trời mưa quá không đi được. Mưa khủng khiếp. Đi đường sợ, đi xuống ghe sợ sóng gió rồi quá chừng luôn. Chắc phải ngồi để đợi thuyền trở lại rồi đi chùa khác. Mưa khủng khiếp, sợ sóng gió lắm. Hôm nay mưa uổng quá, không đi được thuyền. Mưa rất là lớn nên không dám đi thuyền. Cảnh đẹp dễ sợ luôn. Cái cảnh này mà lên mấy cái phim mà đẹp lắm luôn. Vòng thành phố. Ở ngoài mưa thật lớn, mưa quá lớn luôn, nói là mưa quá lớn luôn. Nó mảng gì đây? Ủa sao lại có tấm bảng không cho chim ăn ta? Tại sao cấm không cho chim ăn? Mưa gió phủ phàng ổn quá. Cái nguyện vọng của Bảo Chung đi qua đây đó là phải đi trên cái dòng sông này. Tại vì nghe nói rất thích là cái dòng sông này đó là thuyền mình đang chạy giờ là không sao hết. Nhưng họ tắt máy thử thì tức là cá hai bên ào lên. Mà Bảo Chung thấy hình như là dưới đây toàn là cá tra với cá chê không à, cá da trơn á. Tại vì người ta lại đây người ta thả đó, thả phóng sanh đó. Tại vì cái người Thái Lan không ăn cá da trơn, ít có người ăn lắm, dường như là không có ít ai ăn lắm. Thật ra có cá da trơn là người ta thả xuống hết để phóng sanh. Bây giờ phải đứng đây đợi thuyền về. Có một số anh em cũng đi rồi, nhưng mà riêng Bảo Chung không dám đi, sợ quá. Mà rất là một sự tiếc nối, dễ sợ. Ủa cái này cái gì lớn vậy? Cái này cái gì đấy em? Để làm gì? Lỡ bự quá. Chắc là đựng trái cây ra đựng gì á. Cái này chắc để đựng trái cây ra đựng gì á. Hay đựng thức ăn cho chim gì á. Cái bông trang Bảo Chung chưa bao giờ thấy cái bông trang bự như thế này. Hồi nãy giờ tưởng là cây gì của chùa đó là cái bông trang không mà bự như thế này đó quý vị. Đó. Thế bây giờ Bảo Chung tạm biệt tất cả quý vị. Tàu đã cập bến, anh em cũng đã lên xe, chuẩn bị đi nơi chùa khác. Dạ. Bảo Chung xin chào tất cả quý vị nha, hẹn lại clip sau. Nhớ đăng ký kênh Danh Hài Bảo Chung nha. Bye. Nhớ hồi đó tao quen với má mày, mày xách cây bê rượt tao. Tao về nhà tao, tao mét má tao, tao nói